Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip của mình. Thì tiếp tục đại chiến vợ chồng thì hôm nay chúng tôi sẽ là giành ăn bánh cá nướng phô mai xúc xích nha các bạn nhé. Thì luật chơi vẫn thế thôi, chơi sẽ chơi làm trò, ai mà thắng nhiều hơn thì người ấy sẽ giành chiến thắng mà được ăn nhé. Người thua sẽ không được ăn và sẽ phải đấm tẩm quất cho người thắng. Ok. Như các bạn biết rồi đấy, hôm nọ cuộc đại chiến ăn bánh Oreo thì tôi đã là người giành chiến thắng và một bánh cá nướng ngày hôm nay lại là đúng là sở trường của tôi, là tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được phần ăn nhé các bạn nha. Em hàng xóm nói không biết ngượng mồm vậy này. Mới hòa được tập mà đã oa oa thì tôi đánh bại cả bốn ông kia, ba ông kia thì tôi không thèm nói thôi. Nhưng hôm nay tôi sẽ nhất quyết chiến thắng và ngồi ăn bánh cá nướng một mình nhá, và sẽ được tẩm quất dài mỏi vai lắm các bạn này. Ok. Trò chơi đầu tiên là sẽ lật 5 chai nước nhá. Thì ai lật trong thời gian ngắn hơn thì người đấy sẽ giành chiến thắng. Thì em hàng xóm thì muốn chơi trước để cho đít chai đỡ mép thì đỡ lót, thì tôi sẽ cho em hàng xóm chơi trước nhá. Ok. Em hàng xóm sẵn sàng chưa? Rồi anh ơi. 1, 2, 3, bắt đầu. Ui, nét thế, đã một chai nhỉ. Tao lại mạnh. Tao lại mạnh. Tốt. Mới được một chai các bạn nhé, hai chai rồi. Ba chai, ui mạnh thế. Bốn chai. Ôi các bạn ơi, thời gian nhanh các bạn ơi. Thì tiếp theo sẽ đến lượt tôi nha các bạn nhé. Tôi sẽ chụp màn hình lại. Anh sẵn sàng chưa? Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Ui. Hai chai. Kìa, ôi giời ơi, chết rồi. Ủa? Anh ơi. Ok. Các bạn ơi, đây là thời gian của anh Phòng nhá. Rồi. Cấp 4 đi. Đây của anh Phòng là 25 giây 9 tích tắc. Thì không biết là của tôi là bao nhiêu. Các bạn ơi. Rồi. Của em hàng xóm 25 giây 8 tích tắc các bạn ơi. Ôi trời ơi. Cuộc đua gay cấn các bạn ơi. Trận đầu tiên tôi là người giành chiến thắng nhé các bạn nhá. Trò thứ hai sẽ là trò bịt mắt rót nước nhá. Sẽ chơi 3 ván tháng 2 các bạn ơi. Thì tôi sẽ là người chơi rót đầu tiên nhá. Chúng ta sẽ rót đầy cốc xem ai là người lặng hơn người sẽ giành chiến thắng nhá. Nào. Ai chơi trước ở đây. Có nhìn gì không? Nhìn cái màu mắt. Số mấy đây? 8. Đó bà đấy. Đó các bạn. Ngồi xuống đi. Dạ ngã. Thầy bói này, xem bói cho con một quẻ, xem bói đầu lòng. Ê, không chơi ấy thế. Nghe mà. Nghe đi, ví dụ mắt chồng liếc qua cái không liếc mặt được không? Chơi thật nhá. Nhưng mà phải giới hạn bao nhiêu giây chứ, cứ thế này có mà chồng chơi đến trưa. Ồ, giới hạn gì? Người ta rót đi nào đầy thôi. Được bao nhiêu giây mà giới hạn? Chán ra là thua đúng không? Ừ. Rồi, tôi kết thúc đây. À đủ. Ui. Tốt các bạn ơi. Đây là câu của tôi nhé. Bây giờ sẽ đến em hàng xóm. Tiếp tục là đến vợ tôi nhé bạn nhé. Đấy, thì câu nước của tôi thì đặt cốc rồi. Bạn anh thẳng xíu một tí là trả đến lượt tôi các bạn nhé. Nhìn hộ gái. Rồi, rót đi. Đấy, rót xong là bỏ tay ra, không được cầm vào cốc nữa. Đấy, cho phép nghe. Không biết tao làm mà nghe ấy. Thế sao vừa lấy bảo là chồng ấy ra mắt chồng lửa ra đảo được không? Các bạn này, vợ tôi thật ăn gian nó theo xấu tao chật bụng. Thế ăn gian thế nào? Kiểu suy bụng ta ra bụng người. Đang chơi để bảo ăn gian. Nàn đấy, rót đi. Đang nghe kia xong tự nhiên này nghe làm gì? Đâu, đang sờ. Ai đã làm gì sờ vừa nước. Rồi. Rót đi. Nào.
Lai, đừng có sợ vào cốc. Ăn gian vừa thôi. Nào. Chẳng biết mồm ở đâu. Đấy, đúng rồi, rót đi. Thôi. Ui dồi các bạn ơi, cũng lét lắm chết rồi. Giờ là sẽ cân đo đong đếm cân các bạn nhá. Bỏ lên cân lên, bỏ lên cân lên. Bật cân lên. Đây à? Ui các bạn ơi, cái cân thật. Ấn nút on bên kia. Đấy các bạn ơi, về không ga rồi nhá. Ui ôi các bạn ơi, của em Hiền cũng mạnh lắm. Sợ tôi sợ rơi ấy. Bê cẩn thận lên. Ủa. Ủa. Rồi thả ra. 386 gram. Rồi. Ăn chặt anh ơi. Bỏ xuống, bỏ xuống. Ra đổ cũng được, đổ đi ra cho đổ đi. Các bạn hôm nay chơi rót bằng Samurai cho đẳng cấp. Giờ chỉ chênh lệch 1 gram là sẽ chiến thắng thôi. Nào. 391 gram. Các bạn ơi, vòng đầu tiên tôi ra chiến thắng nhá. Ván đầu tiên thì tôi chênh 5 gram nhá bạn nhá. Thì tiếp tục ván thứ hai Hiền sẽ là người đi trước. Các bạn ơi, mong lần này may mắn sẽ đến với tôi. Nào. Ngay thầy bói mù ra tay. Cái này cứ rót đầy này là mất. Đầy là nếu mà rót hết chai là tràn các bạn ơi. Thì chúng... quan trọng là mình phải cân đo đong đếm thế nào. Chúng mồm chưa? Rồi. Bỏ tay ra đi. Đấy. Rót đi, rót đi. Rồi. Tầm như mình uy thôi. Ui thổi lại chân gian động một nước nghe. Đâu, ý là sao miệng cốc thì đã rót được tí nào đâu. Thế á? Nó nghiêng lên như đã rót được tí nào đâu. Ảo thật đấy. Đúng mồm chưa? Rồi. Dốc cao thì mới rót được. Em sợ tràn. Tràn không còn biết đi, dốc lên thì mới rót được chứ. Ra chưa? Ra rồi. Còn nhiều. Không nhìn thấy gì sao lại như kiểu điếc cái gì? Ô. Oh. Nốt nhá. Thôi, nghe tiếng chán rồi. Chưa chán. Ồ thế thôi. Các bạn ơi, thế nào rót đẳng cấp hết nhỉ. Em để, thôi tí anh để em nhá. Rồi, sẽ đến lượt tôi tiếp theo này. Rồi, các bạn ơi, đây anh phòng, tôi đang nhờ anh phòng B ra chỗ tôi mình. Rồi, tiếp theo đến lượt tôi nha bạn nhá. Mở lắp chai đi anh. Gầy cần phết. Các bạn ơi, gầy cần phết đi. Gầy thế. Lúc em thấy nước chảy nước nó đổ vào bàn em tưởng là tràn rồi mà thôi thua rồi. Chơi động tay vào này ăn gian đấy. Không, đã bảo là lúc đấy em chỉ sờ miệng cái cốc xem nó ở đoạn nào thôi, không nghĩ là quẹt tay vào, đã bảo thế rồi. Thôi. Ôi. Gầy cấn chứ nhau. Ủa ơi các bạn ơi. Anh ơi giờ bê lên thế nào. Tràn luôn này. Chỉ cần 2 giọt nữa là tràn. Giờ chồng bê lên đi. Làm nào cho nó không rơi rớt ra đấy. Hai bên ngang tải ngang sức mà. Bật các bạn ơi. Rồi. Thế em nghĩ là lên cho vào cái đổ vào cái sốt cốc to à, can to à. Gì. Thì nó mới đỡ rơi. Lưng lên nhé. Kéo đấy, anh mà rớt một cái thì... Ôi! Cái mất rồi. Giời, đấy là tại anh nhá. Ê... 393, ui, vừa đến 391. Ý, vừa mất mấy gam này.
Hòa nhá, bạn đây Hòa nhá. Hòa nào, Hòa nào. Ấy. Ui à, nghiêng nhá. Ui, đấy, anh cũng là gân của vợ. Để thẳng đấy thôi, nó bị rơi. Hai người đây, đi vào đây xem ai người rơi, ai rơi nhiều hơn. À, ai rơi nhiều hơn. Nhìn chưa? Đấy. Không, nhưng mà lúc rơi là 3584. Được rồi, chồng nhất. Rơi xong 3593 cơ mà. Các bạn ơi, thì trò thứ hai là trò bịt mắt cho nước thì tôi là ngành giành chiến thắng nhá. Hiện tại thì số là 1 đều. Thì bây giờ chúng tôi sẽ sang trò thứ 3. Tiếp tục trò thứ 3. Chấm hoa quả, chấm 3 ván thắng 2. Đấy, em hiểu rõ chưa? Em rồi. Rồi, quả đầu tiên thì tôi sẽ chấm trước nha các bạn nhá. Ui ôi, lại rồi. Rồi. Rồi, tiếp tục sẽ đến lượt em Hiền nhá. Là được không? Không được nhìn. Các bạn ơi, đây là quái phòng, cả dĩ lạc đầu ấy. Chấm đi, chấm đi. Đừng có khinh thường đối thủ. Em không có khinh thường đâu. Nào, giữ cao lên nhá. Các bạn ơi, không đủ cân. Mà đến này thì nó lại lệch. Tốt. Rồi, cân đi, kinh thường đối thủ à. Úi giời ơi, sao lại... Bật cân lên, đó. Hôm nay mình như kiểu bị làm sao ấy. Đấy. 30 gram. 19 gram. Đấy, chênh 11. Quái phạm. 33 gram. 33 gram. 25 gram, 26 gram, chênh 7 gram. Thế mà không ăn được. Cái vậy là vòng đầu tiên tôi thắng nhá. Thì tiếp tục vòng 2, Hiền sẽ là người chấm trước. Chọn đi, cho phép chọn. Nào. Áp lực. Này, nét thế. Rồi. Giờ đến đây phòng nha các bạn nhá. Các bạn ơi, bố cũng rất là cân nhưng mà tôi nghĩ vẫn chênh này rất là nhiều. Kiểu gì đâu chả chênh, ảnh xác suất bao nhiêu đấy chứ. Ai mà chuẩn 100% như em nọ được. Ồ, chết rồi, của tôi lệch nhiều hơn rồi. Ồ, anh cân đi anh ơi. Đấy giữa đi anh. 24 gram, giữa hay gì là vẫn thế. 8 gram. Chanh 8 gram. Thôi bởi Hiền nó chanh ít rồi. 26 gram. Cũng, chanh 7 gram. Ui. Thế là đẻo. Ván 3, ván quyết định này. Ván quyết định các bạn ơi, tôi là người chấm trước. Anh vứt mấy cái đầu đi, tí lấn. Rồi. Ván này phải chấm thật là cân bằng này. Rồi. Cần đấy. Rồi, tiếp theo là đến lượt Hiền vòng chung kết. hôn khế kìa. Chấm đi. Quái phòng trông kìa. Nào. Lại hơi cận một tí. Lui đây còn biết đường mà. Ui ôi, cần lắm. Chết rồi. Các bạn ơi, giờ tôi sẽ cân luôn nhá. Được rồi, khó rồi, 21 gram. Mẹ 21 gram nhỉ? 22 gram. 20 gram. Ui ôi, chênh 2 gram ạ, chết rồi, thua trò này rồi. 29 gram. Cô lạnh lặng phết đấy. 27 gram, chênh 2 gram. Ui, tôi làm nào. Hòa rồi các bạn ơi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ ngắt thêm 2 quả khế nữa để chơi trận chung kết. Các bạn này gầy cần đấy. Tôi đã đi lần mò được thêm 2 quả khế nữa để chơi hiệp phụ nhá. Hy vọng là phần hiệp phụ này tôi sẽ là người giành chiến thắng ở đây. Các bạn gầy cấn đây. Hai người đều cách nhau 2 gram. Thế anh ở phòng 1 gram nữa phải tôi thắng không? Ừ. Ui, sao cân thế. Rồi, giờ đến anh phòng nhá. Ủa. Các bạn này, bên Hiền khá là cân đấy. Hy vọng là này may mắn sẽ đến với tôi các bạn ơi. Ui lạch rồi. Một pha tự hủy à? Chết rồi. Cân đây anh ơi. 16 gram. 24 gram, chênh nhau 8 gram rồi. Chết rồi bạn ơi. 29, 30 gram. 28 gram thôi. 2 gram. Rồi. Vậy là trò thứ 3 Hiền là người chiến thắng nhá. Tỷ số bây giờ là 2-1. Trò thứ tư sẽ là trò búng lát chai nhá. Thì ai mà búng sát cái điểm bàn ở dưới cái nhất người sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ chơi 3 ván thắng 2. Bạn ấy chơi nữa không ạ? Tôi chơi trước này. Ui, tốt này. Nào.
sao đấy. Ôi mẹ. 1-0. Các bạn ơi. Vậy là em Hiền đã trên tôi nhá. Trên rất là xa. Bây giờ tôi sẽ sang ván thứ 2. Đi trước đi. Cố lên nhá. Chẳng nhẽ tôi lại thua vợ tôi 2 lần liên tiếp sao? Rồi các bạn ơi. Ái à. Ván 2 hòa nhá. Ván thứ 3, bản tù tì sẽ ai đi trước. Rồi, đi trước đi. Lúc kích lại nếu mà tôi mà thắng thì tôi được ăn đúng không? Ừ. Nếu thắng được ăn nhưng không thì hòa phải sang ván thứ 3. Thứ 5. Ui, ôi. Rồi, giờ đến dậy phòng. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn xem nhá. Ôi. À. Hai đều các bạn ơi. Tỷ số là hai đều nhá. Đấy. Thì không có nhiều, bây giờ chúng tôi sẽ sang trò thứ 5 chung kết là Oản Tù Tì nhá. Hiện tại là hai đều các bạn nhá. Tôi giống anh Hùng Huy Hiếu ấy. Rồi, các bạn ván chung kết nhá. Sẽ chơi suýt bao nhiêu? Ba bạn tại hai người. Hay là ván đấy. Ba ván đi, người sòng phẳng đứng lùi lại. Đứng cái đây lùi lại, các cam nó không tìm thấy. Anh là gì? Đã đấm. Đấm thật không? Đấm thật. À, 1-0. Em ra gì? Em ra kim. Ra kim thì anh ra đấm. 1-2-3. Các bạn ơi, hôm nay tôi đang giành chiến thắng. Tôi sẽ được ăn, còn anh Phòng sẽ về tầm quất gia truyền cho tôi nha các bạn nhá. Các bạn chạy thế. Lừa được ai hả? Ừ, vậy là qua năm trò Hiền là người chiến thắng nhá. Thì bây giờ thì chúng tôi sẽ vào ăn bánh cá nướng phô mai xúc xích nhá. Cay thế. Các bạn ơi, đúng như tôi nói ban đầu là cái trò loạt Oreo tôi cũng thắng rồi. Hôm nay bánh cá nướng là sở trường của tôi mà. Đúng rồi, vòng chơi cuối cùng tôi lại bị sảy chân. Các bạn ơi, thì bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn xem bánh cá nướng phô mai có gì nhá. À. Ừ. Đấy. Rồi, các bạn ơi review nhá. Đây là để một lúc là nó nguội rồi, chứ không là lúc mình tẽ đôi hai cái này ra là sẽ là có nhân phô mai kéo sợi nhá các bạn nhá. Đấy. Bên trong mà có phô mai này, xúc xích này. Bơ nữa các bạn ơi. Mời các bạn ăn nhá. Mời anh hàng xóm ăn nhá. Cay quá các bạn ơi. Bây giờ tôi lại phải tổng quất cho em hàng xóm mới đều. Ngon. Ngon này. Phô mai nó ngọt ngọt mềm mềm à. Xúc xích thơm. Cày quá các bạn ơi. Lần thứ 2 thua trong 3 tập thì tôi thua 2 tập rồi. Cày quá. Hôm nay cuộc đại chiến ăn gà là 3 tập thua rồi đấy. 3 tập rồi ạ. Ừ. Ui dồi mạnh thế. Các bạn ơi, đúng là không nên khinh thường đối thủ. Vợ tôi thế nào cũng chơi trò chơi mà chơi mạnh phết. Đừng có đùa. Khéo, ít nữa tôi thay băng ngọt cho bác ngọt làm chân cà phê ra. Còn tôi là khi ông với ba ông kia các bạn. Bác ngọt tù quá. Ừ, các bác ngọt bị các bạn mắng nhiều quá. Bảo cho ông chân dự bị quay thôi. Ai à. Ngọt rồi. Sáng ăn gì chứ? Sáng chồng chứ ăn gì đúng không? Ăn gì đâu. Cậy chồng chứ. Cay rồi các bạn ơi. Đấy, sáng thì mua 5 cái bánh phô mai các bạn ơi. Đúng rồi các bạn. Chắc gì em hàng xóm ăn hết được 5 cái đi kết thúc clip kiểu gì nhỉ, thừa 2 cái. Không hiểu đấy. Tính cả rồi, tôi mua kiểu gì tôi mua thừa ra. Biết là sau kết thúc clip được ăn mà không nhục bằng cái này đấy. Cày quá bạn ơi. Phải tập quất đi. Xoa lưng mỏi gối, bóp vai, bóp tay này. Đúng rồi các bạn. Nhục thật. Nếu mà nóng nóng là phô mai là kéo sợi ra. Đúng không? Cho miếng. Không. Liêm khiết các bạn ơi, lần sau thắng thì mình vẫn liêm khiết được, mình vẫn thắng, mình không cho người ta ăn được. Nhưng mà tập này gay cấn nhỉ anh nhỉ? Tỷ số 3-2. Kéo dài lắm trận đấu. Gay cấn. Giọt nước cũng gay cấn, chém hoa quả cũng gay cấn. Uống lớp chai cũng gay cấn. Thế nào hôm nay bản thân tìm mình mặn. Hôm nay là bị Hiền nữa, mình ra, vẫn nói ra chứ là bị đứa đẹp. Thế mà là anh ngửi em. Cái này mà có cốc coca này có phải tuyệt vời không trời không? Coca. Vâng. Có này. Ngon các bạn. Ngon.
ăn này cháu chưa khỏi ăn cơm luôn. À, tôi hơi béo này. Mạnh thế. Hôm nào mà ăn Orion với chồng tôi. một anh thì gọi em Huệ. Một bài gọi em anh họ. Sợ. Thôi bạn ơi, tôi sẽ phục thù ở clip tiếp theo nhé. Đại chiến vợ chồng chúng tôi sẽ chơi nhiều luôn. Nghĩ đi. Được. Vẫn mấy trò chơi đấy thôi. Nghĩ cái trò gì lợi cho mình đấy. Chả có gì mà lợi, hôm nay ăn may thôi. Đây câu nói của anh Côn, anh Côn này nói câu đấy. Đây là hôm nay ăn may suýt thắng thôi, chứ còn chưa biết thế nào đâu. Các bạn ơi, thế nào bình thường chém hoa quả thắng được mấy ông kia. À, hôm nay chẳng cần đấy, vòng cuối hơi lạnh thôi. Gặp tôi cho tắt đèn của Ngô Tất Tố. Chấm ơi. Không. Không. Thôi. Người ta mời một hai lần đây, tôi mà lần thứ ba vẫn không, tôi chưa nhít. Hôm nay tôi liêm khiết cho bệnh côn. Không thể nào mà trời xuống băng ngoặt được. Ừ, không phải, anh côn chỉ món nào mà không phải là sở trường mới liêm khiết thôi. Mà món nào như thịt nướng không thể liêm khiết được. Anh côn là thích ăn thịt nướng nhất đấy các bạn. À, bắt đầu không? Trời nặng nữa. Trời nặng chứ. Rồi. Lâu lắm rồi mới được cảm giác hưởng thụ này. Vua. Làm vua, làm chúa, làm tướng. Đuôi. Tốt. Đuôi cá này anh ơi. Đuôi cá. Ăn nó béo béo mềm mềm. Cái này lần đầu tiên tôi ăn ấy, nhưng mà tôi vẫn chưa được ăn. Phô mai nó ngẩn ngoạc. Cái này chỉnh cho trẻ con ăn, tôi chưa hay ăn nó. Trẻ lao chứ ăn được. Nhưng mà chưa ăn bao giờ, chưa mua bao giờ. Tôi lần đầu tiên ăn các bạn. Bánh cá xúc xích phô mai này. Mình chưa ăn bao giờ. Cái này có một thời gian hot ở trên Facebook nhỉ? À, TikTok. Hóa rồi. Anh thử ăn một miếng như ăn nó vỏ nó mềm mềm như là bánh bông lan luôn đấy. Các bạn nó nguội các bạn ơi. Tôi nếu mà mới đầu nếu mà nóng là kéo nóng được là phô mai. Phô mai kéo sợi được, nhưng mà đây nó là nguội hết rồi. Nguội hết rồi. Không. Trời cãi thế. Đúng lần vốn tôi ăn thì con vợ tôi lừa cày thế. Mồm à? Không. Lát xanh của há mồm rồi mà tôi tỉnh lắm. Mời ba lần đầu tôi mời thật không ăn. Mời lần bốn tôi mời đẻo thì há mồm thì cày chi. Lịt. Rồi nhớ nhá, tập sau phục thù đấy. Khu đứng lên một mình. Nhục nhé. Nhục nhé. Sướng nhé. Nào anh lại ngon đi đi. Em đã bảo rồi, từ đầu clip em đã bảo hôm nay tôi sẽ là người chiến thắng rồi. Mạnh đi. Lúc là chai nước thì làm cho nhau đúng một tích tắc. Ừ, cái đấy là chai nước cũng gay cấn, hôm nay trò nào gay cấn. Hai vợ chồng hôm nay gọi là ngang tài ngang sức. Có tội là em Hiền nay mà có vàng có độ may mắn hơn. Tôi mà có đen quá. Đen đỏ. Đen. Nó là thực lực. Anh ăn may hồi em gái. Các bạn nhỉ, chơi thắng thì cứ bảo ăn may. Anh ăn may hồi em gái. Đúng. Đúng. Lần sau xem lần sau tôi. Chẳng muốn thắng bỏ sư lên để bảo ăn may. Lần sau tôi đánh thắng cho ba trắng nhưng mà cho sợ luôn. Sợ quá. Chẳng thế gì nữa. Thôi, chưa có vậy, ngon như mày. Được, nhanh lên. Thẩm thụ gì lâu thế. Trông thử cảm nhận nhé. Ừ. Được. Ngon ạ. Nhưng mà lắm còn ngon nữa nhỉ. Ừ. Phô mai ăn mềm mềm, mềm béo, béo ngon ngọt. Ui, ngon thật. Ui, ăn miếng to thế. Rồi, các bạn ơi. Để ông phòng nhục thế là đủ rồi. Anh ơi, kết thúc clip đây. Vâng ạ. Tôi nhục thế là quá đủ rồi. Clip đại chiến giữa hai vợ chồng tôi là đến đây là kết thúc nhé. Nếu bạn thấy clip tôi hay, bạn like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ bên tôi nhé. Còn bạn muốn tôi làm gì, vợ chồng tôi làm gì, các bạn bình luận bên dưới. Một nữa, xin chào và...